Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay trong lòng mình cảm thấy rất vui khi gặp lại tất cả các bạn, thì trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cách sử dụng Excel để làm toán thống kê, tính phương sai, phương sai suy rộng và độ lệch chuẩn tương ứng của mẫu. Giả sử ta có bảng thống kê mẫu như trên màn hình các bạn thấy. Ở đây xy với y bằng 1 2 đến k là dãy số liệu thống kê của biến ngẫu nhiên và n y là tần số tương ứng. Khi đó trung bình mẫu được xác định theo công thức: XI bằng 1 chia N nhân với sigma XI nhân NI trong đó Y chạy từ 1 đến K. Tùy thuộc vào từng bài toán khác nhau mà các bạn lập bảng tương tự như ví dụ mình sẽ thực hiện dưới đây. Ví dụ mình lập thành bảng như các bạn thấy trên màn hình. Các bạn nhập số liệu vào hai cột A và B. Sau đó các bạn phải tính kích thước N của mẫu Tại OA12 các bạn gõ công thức bằng sum A3 đến A10, nghĩa là dùng hàm sum trong Excel để lấy tổng từ OA3 đến OA10. Tiếp theo các bạn phải đi tính trung bình của mẫu theo công thức trên. Cụ thể, tại OC13 các bạn gõ công thức bằng Dao A3 x B3 cộng A4 x B4 cộng A5 x B5 cộng A6 x B6 cộng A7 x B7 cộng A7 x B7 cộng A9 x B9 cộng A10 x B10. Tất cả chia cho A12.2. Ý nghĩa của công thức trên là lấy tổng của tích hai cột A và cột B tương ứng, sau đó dùng hàm giao để làm tròn đến hai số thập phân. Sau khi có kích thước mẫu và trung bình mẫu rồi các bạn đi tính hiệu của XI trừ X trung bình mẫu. Cụ thể, tại ô C3 các bạn gõ công thức bằng B3 trừ C13. C13 các bạn để ở tham chiếu tuyệt đối. Sau đó, các bạn di chuyển chuột xuống dưới góc cùng bên phải ô C3 để chuyển thành dấu cộng màu đen và các bạn kéo copy công thức cho các ô còn lại của cột C. Tiếp theo các bạn tính x y trừ x trung bình mẫu tất cả bình phương. Tại OD3 các bạn gõ công thức bằng power C3.2 nghĩa là các bạn sử dụng hàm power là hàm mũ trong Excel để tính bình phương tại OC3. Sau đó, các bạn di chuyển chuột xuống dưới góc cùng bên phải OD3 để chuyển thành dấu cộng màu đen và các bạn kéo copy công thức cho các ô còn lại của cột D. Tại ô E3 các bạn gõ công thức bằng D3 nhân A3 nghĩa là lấy giá trị các ô ở cột A nhân với giá trị các ô tương ứng ở cột D. Sau đó, các bạn di chuyển chuột xuống dưới góc cùng bên phải ô E3 để chuyển thành dấu cộng màu đen và các bạn kéo copy công thức cho các ô còn lại của cột E. Tiếp theo các bạn tính phương sai suy rộng theo công thức Sn sao bình phương bằng 1 trên n trừ 1 nhân với sigma xi trừ x trung bình mẫu tất cả bình phương nhân n y. Y nhận giá trị từ 1 đến k. Tại OC15 các bạn gõ công thức bằng sum của E3 đến E10 chia cho hiệu của A12 và 1. Nghĩa là các bạn sử dụng hàm sum trong Excel lấy tổng các ô từ E3 đến E10 của bảng sau đó chia cho hiệu của kích thước n của mẫu cho 1 là kết quả. Độ lệch chuẩn SN sao chính là căn bậc 2 của phương sai suy rộng. Tại OC16 các bạn gõ công thức bằng SQRTC15. Tương tự, để tính phương sai các bạn tính theo công thức. SN bình phương bằng 1 chia N nhân với sigma XI chữ X trung bình mẫu tất cả bình phương nhân NI, Y nhận giá trị từ 1 đến K. Tại OC17 các bạn gõ công thức bằng 3E3 đến E10 chia cho A12 nghĩa là các bạn sử dụng hàm sum trong Excel lấy tổng các ô từ E3 đến E10 của bảng sau đó chia cho kích thước N của mẫu là kết quả. Độ lệch chuẩn SN sao chính là căn bậc 2 của phương sai. Tại OC18 các bạn gõ công thức bằng SQRTC17. Như vậy, là mình đã giới thiệu xong cách sử dụng Excel để làm toán thống kê, tính phương sai, phương sai suy rộng và độ lệch chuẩn tương ứng của mẫu xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo